Thưa quý vị, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn ở đây có cây chuối, vỏ khoai và rau muống. Và bây giờ chúng tôi sẽ khởi động máy để cho máy hoạt động, cho bà con biết là hiệu quả máy hoạt động như thế nào. Xin mời bà con.